khoảnh khắc mò cua bắt ốc của nàng dâu Ukraine lấy chồng Việt Nam. Mỗi lần trải nghiệm mò cua bắt ốc, Tani Elizabeth quay lại clip rồi đăng lên TikTok. Những khoảnh khắc bình dị siêu đáng yêu của cô nhận được sự quan tâm, thích thú của cộng đồng mạng. Tani Elizabeth, 30 tuổi, là cô gái gốc Ukraine lấy chồng Việt Nam. Khi cuộc xung đột Nga và Ukraine xảy ra, cô theo chồng chạy loạn, lên chuyến bay giải cứu về Việt Nam sinh sống. Hơn một năm kể từ khi rời đất nước Ukraine về sinh sống ở quê chồng tại thôn 6, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Elizabeth không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu. Cô đã dần quen với lối sống văn hóa của người Việt. Elizabeth cho biết, đây là khoảng thời gian khó quên. Ngoài khám phá nét đẹp văn hóa của Việt Nam, cô còn có dịp được trải nghiệm nhiều điều thú vị, được hòa mình vào không gian bình dị ở làng quê. Cô vốn sinh ra ở thành phố nên việc đồng áng hay đi mò cua, bắt ốc, cầu thao là những công việc chưa bao giờ biết đến. Từ khi về quê chồng, được trải nghiệm, Elizabeth cảm giác rất phấn khích. Các trải nghiệm của cô ở vùng quê Việt Nam càng trở nên thú vị khi có sự đồng hành của chồng. Hôm nào đi bắt ốc bắt nào, mò cua tôi cũng rất mệt nhưng đổi lại rất vui, thoải mái vì có chồng ở bên cạnh. Tôi rất yêu những công việc đồng quê ở đây, Elizabeth nói. Elizabeth cũng học nấu những món ăn của Việt Nam. Hiện, Elizabeth đã có thể tự tay làm bánh, nấu một mâm cơm gia đình, sửa soạn một mâm cỗ cúng. Thi thoảng nhớ món ăn ở Ukraine, cô và chồng lại tìm mua đồ rồi tự tay làm. Là người chỉ dạy, đồng hành, tiếp sức cho vợ sớm hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam. Anh Trịnh Đình Quyền, chồng Elizabeth, cho biết mặc dù cuộc sống ở quê có phần vất vả và bận rộn hơn, nhưng anh vẫn thường xuyên dành thời gian đưa vợ đi thắp làng quê để trải nghiệm. Cứ rảnh là tôi đưa vợ đi trải nghiệm. Có lần hai vợ chồng cùng nhau đi bắt cá, mò ốc, cua ở rừng xuống vẹt gần nhà. Ban đầu cô ấy còn bỡ ngỡ, thậm chí thấy con cá sống còn sợ không dám lại gần. Nhưng về sau, cô ấy quen và làm thành thạo, anh Quyền chia sẻ. Theo anh Quyền, thời gian ở Việt Nam, Elizabeth có những khoảnh khắc khá ngộ nghĩnh. Vợ chồng anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều hôm nắng to, tôi bảo mặc áo chống nắng để ra đồng nhưng cô ấy nhất quyết không mặc, cho rằng mặc áo vào sẽ khó chịu và khi về nắng rát cả tay. Sau hôm đó, mỗi lần đi mò cao, Elizabeth đã biết mặc đầy đủ áo chống nắng, bụng đi dưới nước, tự lấy túi lưới đựng ngao như một nông dân thực thụ. Anh Quyền nói, anh Quyền nhớ nhất lần vợ chồng anh dậy sớm đi phà qua sông, sang tỉnh Nam Định bắt ngao đến chiều muộn mới về. Trong chuyến đánh bắt xa bờ, vợ chồng anh bội thu với 50kg ngao. Thấy vợ chồng tôi đều bị ngao nặng trở về, ai cũng giật mình, trầm trồ khen Elizabeth. Đó cũng là lần đầu tiên vợ tôi được đi bắt ngao. Tôi nhớ khi mò được con ngao, cô ấy hét lên sung sướng như đứa trẻ khiến mọi người ở bãi ngao thì cười. Rồi có lần đi bắt cua bị nó kẹp đến phát khóc, anh Quyền kể. Anh Quyền cho biết vợ chồng anh chưa có dự định gì mới. Hằng ngày anh vẫn đi làm thợ cơ khí, khi rảnh rỗi thì làm đồng giúp bố mẹ, còn Elizabeth ở nhà chăm con, bán hàng qua mạng. Từ lúc báo Dân Trí kể về câu chuyện của hai vợ chồng tôi, Elizabeth nhận được nhiều tin nhắn của các cửa hàng, nhãn hàng. Nhiều đơn vị muốn hợp tác với Elizabeth. Elizabeth đang nỗ lực học tiếng Việt để có thể trò chuyện, trả lời tin nhắn của tất cả mọi người, anh Quyền nói.